Hi, Helen xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh Helen nha. Thì hôm nay Helen sẽ quay tiếp cái greenhouse của mình cho tất cả cô chú anh chị xem. Đây là đã đóng xong hết rồi bên trong nè. Mình mua cây, Helen mua cây thêm để đóng những cái kệ này nha cô chú anh chị. Thì mình để những cái cây nhỏ, cây ương hay là những cây rau mình để cái giống lại á, thì mình để lên cái kệ này cho nó tiện lợi hơn. Đó, mỗi ngăn 1, 2, 3 3 ngăn. Rồi ở dưới nữa. Đó, quay rất là rõ. Mình để những cái cây nào mà giống như bồ ngót hay là lá cách đâu đó thì cô chú anh chị để bên dưới. Mình đóng cái hộc sao cho nó vừa để mình để những cái cây rau. Cô chú muốn giữ giống lại á, mỗi năm á, thì mình để cái kệ này nó tiện lợi lắm. Thì Helen nhắc lại một lần nữa, cái greenhouse này Helen đóng là cây cột giữa là 10 feet nha cô chú anh chị, còn bên hông á là 8 feet. Đây mình đóng rất là cao, đóng cao cái greenhouse như vậy nè, mình để cây rất là thoáng. Thí dụ nắng mặt trời có dội vô thì nó không có bị bên cây của mình, nó không có bị cháy. Helen đóng giả chiến thôi, để mỗi năm mình tháo ra mình đóng lại. Tại cái giường của Helen, cái đất không có được rộng cho nên mình muốn để cây cho nó đẹp á. Cô chú anh chị nào mình muốn đóng á thì mình mua cây. Mình mua cây vậy nè, mình đóng nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Mình mua cái greenhouse. Mình mua cái greenhouse á thì mình mua cái size nhỏ thì cái tiền nó ít, mà mình mua cái size bự nó rất là nhiều tiền. Còn cái cây này mình đóng nó tiện lợi hơn. Thì Helen chia sẻ là cái chiều cao của nó là 10 feet. Helen đã khiêng những cái cây bự vô rồi. Bây giờ còn những cái cây nhỏ là mình chuyển vô từ từ. Đây, cây khế của Helen rất là lớn luôn. To dữ lắm luôn. Cây saboche nữa. 3 4 4 người khiêng mới vô nổi như hai cái chậu này nha cô chú anh chị. Chứ mà một người là rất là cực luôn. Tại vì mỗi năm cái cây nó lớn á, cái tàn nó bự á, cho nên mình khiêng nó rất là nặng luôn đó. Thấy cô chú anh chị thấy không? Cây khế này là 10 feet luôn nè. Nó đụng tới cái nóc luôn, không vừa luôn á. Ý là mình trim nó mỗi năm luôn mà nó vẫn còn bự nữa. Cái saboche của Helen là chắc khoảng 8 tới 9 feet. Đây, anh nông dân còn đang làm ở trong bên trong này nha cô chú anh chị. Rất là lớn cái greenhouse, mình để rất là nhiều cây luôn. Cây tắc nè đang chín nữa. Helen sẽ chia sẻ cái máy nóng như thế nào để sưởi ấm cho cái cây mình trong cái suốt cái mùa đông á, cho nó còn xanh tươi nha. Thì năm nay Helen sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái máy nóng, cái cách mua cái máy nóng như thế nào rồi ráp vô nữa. Bây giờ tạm thời Helen sẽ chia sẻ cái greenhouse trước. Đây là cây ổi huyền thoại của Helen nè. Nếu mình đem vô đây á thì cái láng thịt cover nó màu trắng, rồi bên ngoài thì cái láng thịt nó cũng màu trắng luôn. Thì có nhiều em vô hỏi Helen rất là nhiều, chị ơi, em ơi, nếu mình đem cây vậy vô rồi làm sao, bên trong cái cây nó có ánh nắng không? Thì đây nè, Helen chia sẻ cái ánh nắng bên ngoài nó dội vô cái láng thịt với lại cái láng thịt cover ở bên ngoài, nó rọi vô thấy hết nha, nó có cái ánh nắng bình thường luôn. Nếu mà cô chú anh chị nào mà cái trái cây của mình nó còn nhỏ chưa kịp ăn, mình đem vô đây trong suốt cái mùa đông á, nếu mà có cái máy nóng sưởi ấm đủ độ á là trái nó vẫn lớn bình thường nha, mình vẫn ăn y hệt như bên ngoài vậy đó. Đây là giờ Helen tạm thời rồi đem những cái cây bự vô trước thôi, còn những cái cây nhỏ thì Helen sẽ chuyển vô sau. Đây cây trứng cá nó cũng gần 10 feet nè nha, nó tới cái nóc nhà luôn á. Chú nào mà lớn tuổi mình ở nhà mình có thời gian á thì mình làm từ từ. Đây anh nông dân đang làm cửa nha. Thì Helen có cái greenhouse này, Helen làm hai cửa. Helen không có làm đi thẳng ra ngoài sau mà Helen làm bên cửa bên hông. Gió bên ngoài nó sẽ vô mạnh hơn, để nó thoáng cái cây mình, nó không có bị nóng quá thì nó sẽ táp những cái cây của ăn trái của mình trong greenhouse nha cô chú anh chị. Đây thì đi vòng qua. Đây thì Helen sẽ đi một vòng bên ngoài cho tất cả cô chú anh chị xem là
những cái dây dù này là Helen có chia sẻ cái tên của cái video trước á, video Helen mới chia sẻ lên cách đây mấy ngày nè. Đó, cái dây này là dây dù mình mua ở tiệm lính nha, Old Navy. Nếu cô chú anh chị nào ở tiểu bang mình có cái tiệm lính á, thì mình mua những cái dây dù này rất là tiện lợi, nó cứng lắm nha cô chú anh chị. Đây, à, bên hông nè, cái greenhouse rất là lớn nha cô chú anh chị. Đi ra nè, cầu hay là bắt ngang qua thì Hình có quay cái video chia sẻ rất là nhiều đó. Đây là cái gazebo, đây là cái greenhouse. Đây, mình cất ấp hơn cái nóc nhà của mình, đừng cất cao hơn nha. Tại vì có nhiều khi cô chú anh chị ở cái tiểu bang của mình á, cái CD nó khó, nó không có cho mình cất cao hơn thì mình sẽ cất thấp hơn nha. Nó ok, mà mình cất cao hơn thì mình không được. Đó, bây giờ nông dân đang làm cửa nè. Cô chú anh chị thấy cái greenhouse rất là cao luôn. Có thể là Helen sẽ kêu ông xã Helen năm tới á, là mình dỡ cái vách hai bên hông thôi, còn cái nóc mình chừa lại nha. Tại vì mỗi năm làm rất là cực, cái công bỏ ra rất là nhiều. Đây thì Helen đã ràng dây hết rồi. Cái bên trong thì Helen cover cái láng kịch, thì Helen có chia sẻ cái láng kịch rất là dày. Bên ngoài là cái lát kịch bằng mũ nha cô chú anh chị. Đó, mình cover hai lớp như vậy là cái greenhouse của mình rất là ấm. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị hỏi Helen ơi, tại sao Helen ở tiểu bang lạnh mà Helen làm mà Helen trồng cây rất là xanh tươi, không có thấy bị héo nhiều. Đây là cái cách để mình chia sẻ cho tất cả mọi người, là mình làm hai cái lớp, một bên trong là láng kịch, lát kịch cover bên ngoài, cho nên cái greenhouse của mình lúc nào cũng giữ độ ấm hết. À, đây nè, còn những cái cây Helen sắp sửa rinh vô. Cái lúc này mình rinh cây vô hơi sớm, nhưng mà điều tại vì mình quá nhiều cây cho nên mình chuyển vô lần lần. Chứ nếu mà cô chú anh chị nào ít á, cái thời nhiệt độ khoảng 50, 55 á, thì mình không có cần phải rinh vô nha. 50 cũng ok, nếu mà dưới 50 thì cô chú anh chị vô rinh vô greenhouse nha. À, coi nè, cái ổi của Helen trái bữa nay lớn rồi. Đây, Helen build cái greenhouse này rất là cao luôn, để rất là nhiều cây. Đây, đi tới cái greenhouse này nữa nè. Thì Helen có cái greenhouse này là Helen mua, mỗi năm Helen nhắc cây vô đây. Mình ràng xong hết rồi nè, chuẩn bị ready, khi nào lạnh thì mình đem cây vô thôi. Nếu mà cô chú anh chị nào có thời gian mình làm sớm chút, mình đem cây sớm vô á, thì cái cây của mình nó không có bị vàng lá nha, nó không có bị mất sức khi mình đem vô greenhouse. Cây Helen còn nằm bên ngoài rất là nhiều, từ từ chuyển vô nha cô chú anh chị. Rất là cao luôn. Đây, Helen có 3 cái greenhouse. Một cái này là nhỏ, mình để những cái cây nhỏ 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 thì mình cứ để. Đây, cái greenhouse nhỏ của Helen nè. Helen năm nào cũng để cây trong đây, nó ít có bị chết lắm. Những cái khi nào mà lạnh đông đá quá thì những có những cái cây yếu thì nó chết thôi, còn những cái cây nào mà mạnh nó không có chết nha cô chú anh chị. Đó thì Helen sẽ quay tiếp tục cái máy nóng, rồi Helen sẽ chia sẻ cho tất cả cô chú anh chị để mình biết cái máy nóng nào, rồi mình ráp vô, rồi mình để trong cái greenhouse. Chị Helen quay một lần nữa nè. Đó, nhìn cái greenhouse rất là cao lớn luôn. Có thể những cái trái cây mình để vô đây á, là nó lớn bình thường nha, tại nó có cái ánh nắng này dội vô nè, thấy không? Thì vô trong đây thì cô chú anh chị tưới ít ít thôi. Mùa này cái thời tiết á, lạnh á, cho nên cái nước nó không có rút nhiều, cho nên mình tưới ít ít thôi, đừng tưới nhiều quá thì cái cây của mình nó dư nước nha, nó bị héo á. Đây chị, cái khế gần ăn được rồi, khế này ngọt lắm cô chú anh chị ơi.
Đây, quá trời bự luôn. Đó thì Helen sẽ quay cho tất cả cô chú anh chị xem là đã hoàn tất cái greenhouse rồi. Còn cái máy nóng nữa Helen sẽ chia sẻ sau. Thì cô chú anh chị nào có xem kênh Helen thì nhớ ủng hộ Helen nha. Nhớ theo dõi cái video kế tiếp Helen sẽ chia sẻ máy nóng máy lạnh nữa nha.